Sao hôm nay hai cậu cháu lại rảnh rỗi mời em đi cà phê thế này? Thì cũng tại vì là anh Tư Tư Tuyết ấy. Con em là hơi bị cay bà chị ấy. Làm hai thằng bọn em tí hết hồn. Này. Hai thằng nào? À, cụ với cháu. Gớp, chưa gì đã sợ rồi à? Covid chứ có phải SIDA đâu mà. Ấy, không đùa được đâu. Nhiều lúc Covid ấy, nguy hiểm hơn cả SIDA đấy. Nhầm lẫn thế có mà giết người. Chả lẽ lần sau lại không đến nữa bây giờ chứ nhỉ? Thôi được rồi, chị thay mặt mấy đứa em xin lỗi chú Quang, được chưa? Xin xỏ thì bỏ nhân viên ra. Lần sau đến cứ đứa nào xinh nhất thì đưa cho em nhé. Rồi. Hôm qua cái Hằng nó áy náy lắm đấy. Nó cứ mắng chị suốt. Ủa, thế Hằng có xinh như em không? Xinh chứ, mà phải công nhận là hai cụ cháu ăn chơi thật đấy. Em bận cứ hỏi thăm hai cụ cháu suốt thôi. Anh nào có biết gì đâu. Anh đây chỉ biết làm giàu thôi em. Thơ hay. Mà phải công nhận là anh Lẻo giỏi thật đấy. Cái gì cũng biết. Anh thì cũng bình thường thôi. Cũng may là hôm đấy thằng cháu anh nó rủ anh đến đấy thì anh mới biết em ấy. Cụ điều nó vừa. Cháu rủ cụ khi nào? Chính cụ rủ cháu đi. Này, thế không phải là hôm đấy mày bảo là mày chán cơm thèm phở gì đó? Thì cũng có, nhưng mà cụ mà không thích thì cụ đi được à? Sao mày lẻo nhảo thế nhỉ? Thế chốt lại là bây giờ mày bảo tao sai đúng không? Thế cái gì nó đúng thì thôi chứ. Cụ lớn rồi phải làm gương cho con cháu, cứ cãi nhèm nhẹm ra. Có phòng chị? Chị thấy cụ ngoan mà, lại còn đáng yêu nữa. Đấy, vẩy tai ra mà nghe. Đúng là cái kiểu trẻ trâu, trứng đòi khôn hơn vịt, lại còn cái tính sợ vợ nữa. Này, cụ đừng có chuyện nọ sọ chuyện kia như thế nhá. Cụ bảo ai sợ vợ? Ê, tao nói sai à? Tí tuổi đầu đứa đòi cho các cụ lo mà học cách làm giàu kiếm tiền ấy. Cụ nha, đúng là cái đổ ra đời rồi còn bị cưa sừng làm nghé. Cụ tưởng cụ sơ được chị Tuyết đây chắc. Ê, mày đi phá vào đây à? Thôi được rồi, hai cụ cháu đừng cãi nhau nữa, mất đoàn kết lắm. Chị cứ để im, để em xử lý thằng cụ này. Không thể để coi thường thằng cháu như thế được. Này, mày nói à thằng ấy? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá, từ bây giờ không bao giờ tao nhậu nhẹt đàn đúng gì với mày nữa. Cháu cũng không bao giờ nhậu nhẹt với cụ nữa. Tao không thèm rủ cháu cũng không thèm đi. Mày nhớ mồm mày đấy, tao thề với mày rước cái bóng đèn này, có em Tuyết làm chứng. Bây giờ tao mà rủ mày đi nhậu nữa, sư trọng nó vỡ đầm đôi. Không đi thì không đi, chứ làm gì phải thề thốt, nhỡ nó vỡ đầm đôi thật thì chết người à? Ai nói là tao không làm được, mày cứ chờ mà xem nhá. Kìa, hai cụ cháu cứ bình tĩnh. Sao đang chuyện bé lại xé ra to thế? Hai người bỏ nhậu mới hát, thế em lại mất hai khách VIP à? Em cứ để yên, xem mày chịu được bao lâu. Để xem cụ chịu được bao lâu. Tao cấm mày đi nhậu. Sao lại cấm cháu đi nhậu? Thì tao chưa nói xong. Thì nói nó đi. Tao cấm mày đi nhậu với tao. Được rồi, cụ nhớ ngày hôm nay nhá. Cháu không bao giờ nhậu với cụ nữa. Cháu không chơi với cụ nữa. Cháu đi về. Cái thằng bố láo nhá, bây giờ mày có cầu xin tao, tao không bao giờ rủ mày đi nhậu nữa. Thôi anh, chấp gì nó. Đúng là cái thằng dở người. Nó có cái người cụ như anh thế này rồi mà nó còn cà chớn. Anh nhìn nó hơi lâu rồi đấy. Anh nói đúng rồi đấy ạ. Từ bây giờ không bao giờ anh thèm rủ đi nhậu nữa. Đấy, em đi nhậu với anh. Khổ quá, em có biết nhậu đâu anh. Thì đi ăn trưa với anh. Điên à? Thôi em phải đi về bán đất đây. Có khách gọi đây này, em về nhá. Chào anh Cô Lẻo nhá. Kìa. Alo, cô Lỏng à? Vâng, em Lẻo. Sao? Nhà nó sắp cưới con à? Thế anh em mình lại được nhậu à? Ôi, có chứ, hôm nay em phải về chứ. Mình là cụ chúng nó mà. Vâng. Ấy, con Lỏng thì mới con Lẻo nhá. Hôm nay em về, hai anh em mình là cứ phải tới bến luôn đấy. Vâng, em chào cô. Lại sắp được nhậu à? Mà cái thằng Quang bố láo thật đấy. Mấy hôm nay không thể gọi điện gì cho mình cả. Cô cháu ơi, rồi chắc lại rủ mình đi nhậu đây. Alo, ai gọi Lẻo đấy? Có Lẻo đây.
Alo cụ à, cháu Quang đây. Thế gọi cụ có việc gì đấy? Cháu gọi để thông báo cho cụ là từ nay cháu không rủ cụ đi nhậu nữa cụ nhá. Đó. Này, mày trêu tao đây à? Tao không dạy nhá. Gọi thêm phần nữa này. Lại gọi. Thế còn chuyện gì nữa hả? Tao không rủ mày đi nhậu nữa đâu mà mày cứ gọi tao nhá. Không, nãy cháu đùa thôi. Trưa nay cháu có hẹn một đối tác đi ăn mà bây giờ cháu chưa biết phải làm thế nào cụ ạ. Thế thì liên quan gì đến tao hả? Thì cháu không có kinh nghiệm thì cháu mới hỏi cụ đây. Thế thì mày phải biết làm gì rồi đấy. Làm gì là làm gì ạ? Nói chung là mày cũng phải rủ người mà ví dụ là có kinh nghiệm đi cùng, gặp đối tác mày nói chuyện nó mới dễ dàng được đó. Cháu thì làm gì có ai nhỉ? Chả lẽ lại đi rủ sếp? Mày nghĩ kỹ không, còn ai nữa không? À, ra rồi. Thằng bạn cháu. Thằng Huy Sức. Hả? Nó uống rượu thì tiên tử luôn. Ok, cụ. Đã không có kinh nghiệm, mày đẹp đi ăn trưa với đối tác. Chưa kịp cảm ơn, rủ thằng Huy Sức đi luôn. Đã thế nhá, ông đây cũng đi ăn. Có mỗi cái miếng đất là kỳ ca kỳ kẻo, mãi không mua được. Alo. Alo, Tuyết à, trưa nay đi ăn trưa với anh nhá. Ăn cái gì mà ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, ăn cho lũ đầu dạ. Làm không được đồng nào, ăn. Hôm nay là cái ngày gì đấy nhở? Nghe giọng quen. Thôi chết rồi, anh cụ lẻo. Gọi lại mới được. À, gọi lại. Alo. Alo, anh lẻo à. Em xin lỗi, em lại tưởng thằng bạn em. Em hiểu khách khứa quá, lu bù không giữ được bình tĩnh. Anh thông cảm cho em nhá. Thế nhá, hôm sau anh em mình gặp nhau sau nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Linh ơi. Dạ. Thế là cụ. Cụ đi đâu mà tối này? Thì đi sang nhà mày đây thôi. Ê, thằng Quang đâu? À, cháu cũng chả biết được. Mấy hôm nay thấy bảo đi làm giàu, đi gặp đối tác ở đâu ấy. Chả biết đi làm giàu hay đi ăn nhậu. Ôi giời, kệ đi cụ ạ. Đôi khi cũng phải cho ông đi giao lưu tí. Chứ cháu nghĩ nhiều lúc cháu hơi quá đáng. Thế còn nói chuyện gì nữa. À mà, cụ bảo này. Dạ. Cái tiền mà cụ gửi mày mua đất ấy. Mày cho cụ rút một ít được không? Rút làm gì ạ? Rút cho nát tiền ra hả cụ? Nát thế nào được? Cho cụ rút vài trăm thôi. Vài trăm triệu á? Không, vài trăm nghìn thôi. Vài trăm nghìn. Ôi dồi ôi, nhưng mà cả tỷ bạc. Cụ rút có vài trăm nghìn. Cháu gửi hết vào ngân hàng cho cụ rồi. Cái con này, sao mày gà thế? Ít nhất mày phải giữ lại một ít để phòng thân chứ. Nhưng mà cháu gửi hết ở đấy cho an toàn. Thế nhớ để ở nhà trộm cắp nó vào nó ăn trộm mất. Thì vợ chồng cháu lấy đâu ra đấy với cụ. Chán tiền. Thôi, tao đi về đây. Cụ lại ăn cơm nào. Nhạt mồm nhạt miệng lắm. Ít vài trăm nghìn rút lắm. Tuyết đây à? Anh đến đây rồi sao không vào trong, đứng ở ngoài này làm gì ạ? Anh quên cái điện thoại, anh định về lấy. Alo, thằng Quang á? Nó đi hát có bao giờ rủ tao đâu mà tao biết. Thế nhá.
sao em tưởng anh quên điện thoại cơ mà. Anh có hai cái, một cái này với cả một cái 13 mới mua để nhà. Mà em vừa nghe hình như anh nhắc đến thằng Quang cháu anh phải không ạ? Thế dạo này nó có hay đến đây không em? Ôi dào, ngày nào nó chả tiếp khách ở đây, đang phát ở trên kia kìa. Thế à? Thế nó ở phòng nào đấy em? À quên, Quang nó dặn em là hôm nay tiếp khách VIP nên là không tiếp người lạ nữa. Lạ cái gì mà lạ, anh là cụ nó, người nhà xịn đây này. Dạ, em biết là như vậy nhưng vẫn không được ạ. Không sao, em cứ chỉ số phòng đi, anh đây nói chuyện với nó. Nhưng mà hôm nay nó bao trọn cái phòng ấy rồi, nó dặn em kỹ rồi. Bây giờ nhỡ trái ý nó, khách bỏ về hết thì em biết phải làm sao ạ? Ý em là anh em không coi anh ra cái gì đúng không? Ấy, sao anh lại nói thế? Hay là anh ngồi phòng riêng nhá, em bảo nhân viên chuẩn bị cho. Nhà em có nhân viên mới, xinh lắm. Thế cơ á? Nhưng mà hát một mình buồn lắm. Thì mấy em ấy hát cùng anh. Thế nhưng mà anh lại thích uống bia nữa cơ. Em có nên uống bia với anh không? Anh thông cảm, em có bận công việc mà anh. Thế thì anh một mình bơ vơ lắm. Ngớp, chưa bao giờ em thấy anh lẻo lại đắn đo như hôm nay đâu đấy. À thì tại... Tại gì? Anh cứ tự tin lên, có khó khăn gì cứ nói với em, có em ở đây rồi mà. Tại... Hôm nay anh đi, anh quên mang tiền. Tinh. Alo, chị Tuyết đây. Mua đất hả? Ok, chị về luôn nhá. Ôi trời chết anh ơi, em phải có khách hẹn mua đất. Thôi, đến lúc khác em nói chuyện với anh sau nhá. Em chào anh nhá. Kìa Tuyết, này. Chán tê chị này. Quán nước gì kỳ cục, bán mỗi nước không bán rượu, nhạt mồm nhạt miệng quá. Mà mấy hôm nay cái thằng Quang nó đi đâu nhỉ? Alo, Quang à, mày đang ở đâu ấy? Cái gì? Đang nhậu á? Thế ở đâu để cụ qua? Á? À? Sắp về rồi á? Thế thôi nhá. Rồi. Nhạt mồm nhạt miệng thế nhở? Thèm cái thứ cay cay khó chịu thật đấy. Em cứ nâng ly lên, xin đừng run và đừng sợ. Rượu ngon. Không biết cái thằng nào nó làm ra rượu. Tức thế đấy. Tất cả cái thằng nó đi nhậu nó không rủ mình nữa. Ai như cụ lẻo ấy à? Ôi dồi ôi, Quang ơi, thằng cháu thân yêu của cụ đây rồi. Mày cho cụ rút lại cái lời nói hôm trước nhá. Lời nói nào ạ? Thì cụ bảo là thôi không nhậu nữa ấy. Cụ đàn ông thì nói lời thì giữ lời chứ này. Ê Quang ơi, cụ xin mày, cụ lại mày. Bây giờ mày phải nhậu với cụ đi, chứ không thì cụ chết mất. Kệ cụ, cháu đã thề rồi, cháu không nhậu với cụ nữa. Ấy, như thế không được đâu. Cụ thèm rượu mấy ngày hôm nay rồi, không được giọt nào cả. Mà tiền thì cụ ấy gửi vợ mày hết rồi. Hay là như thế này, bây giờ mày không đi cùng cụ, thế mày mua cho cụ một cút rượu được không? Không được. Mấy ngày hôm nay cháu đi tiếp khách, làm gì còn xu nào đâu. Ngon, rượu ngon. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Mày vừa đi nhậu về đúng không? Vâng, thì đang say quá đây. Ui, mày quá, cụ bảo này. Bây giờ nhá, cụ là cụ nhớ mùi rượu lắm rồi. Mày cho cụ ngửi mồm mày cái. Ê, trời, kinh lắm. Nào, cụ thèm lắm rồi. Không được đâu, cụ ơi. Kinh lắm cụ ơi. Ê, là, thèm lắm rồi. Cụ kinh quá.